Chào mừng bà con quay trở lại kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Hôm nay chúng tôi đang dùng cái men ABON này để đi xử lý ao nuôi cá. Và hôm nay xin mời bà con gặp chỗ anh Vững. Giới thiệu với bà con, anh Vững là một chuyên gia rất có kinh nghiệm trong thủy sản. Anh hiện nay đang có rất nhiều ao nuôi anh nhỉ? Vâng. Và thì cũng xin tham khảo ý kiến anh cho bà con xem là anh là người dùng thực tế rồi đấy. Vâng. Thì anh dùng cái men ABON này khi làm anh căn cứ vào cái ao ước như nào, tình hình như nào, dấu hiệu như nào để mình sử dụng cái men này cho hiệu quả anh. Thường thì em sẽ cho dùng định kỳ khoảng 5 đến 7 ngày dùng một lần trong suốt quá trình nuôi. Có định kỳ thì em dùng cái 1 kg này cho khoảng 6 đến 7.000 khối. Còn khi mà ao có một số biểu hiện như là nước xanh, nhiều tảo, lam, tảo độc, hoặc là nước có mùi hôi, trong ao mà có nhiều váng bọt, cá giảm ăn, yếu, thì em sẽ dùng 2 đến 3 nhịp. Mỗi nhịp là cách nhau 2 đến 3 ngày. 2-3 ngày. 1 kg là cho khoảng 3 đến 4.000 khối trong quá trình mà ao bẩn. Thế thì cái ao này hiện nay nó khoảng bao nhiêu mét? Ao này là 3.000 mét vuông. 3.000 mét vuông, thế nó khoảng bao nhiêu khối nước anh? 6.000 khối nước. 6.000. Thì mỗi lần em dùng 1 kg. Một cái kg này mà cho cả cái ao rộng này luôn à? Vâng ạ. Vâng. Cái thao tác dùng có phức tạp không anh? Có mình thường cái giày thì anh dùng thực tế rồi ấy, thì mình đang sử dụng như thế nào? Dùng thì cũng đơn giản thôi. Đây là dòng men cũng dễ sử dụng. Vâng. Thì 1 kg này em sẽ ngâm vào khoảng 50 lít nước. 40-50 lít nước. Ngâm trong vòng 1 đến 2 tiếng. À thế ạ. Sau đó em té vào lúc chiều mát. Té vào lúc chiều mát ạ. Vâng. Mình đi té khắp ao. Khắp ao. Vâng. Thế thì cũng đơn giản thôi anh đúng không? Vâng, không cần giản. Về ủ hay cái gì đúng không? Không cần. Cái này mình chỉ cần lấy nước sạch. Vâng. Nước ao này đúng không anh? Nước ao được ạ, thường là dùng nước ao được. À, nước ao nhưng mà nếu không có cái sát trùng thì được đúng không? Vâng. Còn nếu không thì mình bà con cứ lấy cái nước sạch cho yên tâm nhỉ. Đúng rồi. Nước sạch 50 lít thôi nhỉ. Vâng. Hôm đó mình thả cái gói này vào. Vâng. Hôm đó thì mình quấy đều lên. Vâng ạ. Rồi xong mình ủ để cho mát. Để cho mát sau khoảng 1 đến 2 tiếng. 1 2 tiếng. Vâng. Hôm đó là mình tạt trong ao thôi. Vâng ạ. Đây nhá, nhắc vào chỗ mát đi. Bà con nhắc vào để chỗ mát nhá. Sau khoảng 2 giờ thì bà con đem ra tạt xuống ao. Anh Vững nhỉ? Vâng. 2 giờ là tạt được rồi đúng không? Vâng ạ. Vâng. Cái này chắc là nếu bình thường thì phải có thuyền đi giữa tạt hả? À vâng, nên đi tạt khắp ao. Vâng, tạt khắp ao. Cái này sau khi tạt thì bao lâu thì nhìn thấy có hiệu quả? Sau khoảng 2 ngày anh ạ. 2 ngày. Sau 2 ngày thì sẽ biến đổi về màu nước, các váng bọt sẽ sạch. À. Cá sẽ khỏe hơn, ăn vâng. Ăn nhiều hơn. À. Thì bà con chú ý nhé, thao tác thì rất là dễ và hiệu quả thì cũng rất rất dễ nhìn thấy đúng không anh? Vâng. Nếu mà cái men vi sinh nó tốt thì hiệu quả cũng rất là rõ ràng. Vâng. Sau 2 ngày là cái màu nước nó cũng đỡ rồi à? Vâng. Và những cái tảo, cái bẩn cũng giảm đi đúng không? Sẽ giảm đi. Còn cái bùn đáy ao thì sao? Bùn đáy ao thì nó sẽ ít đi. À. Vâng. Vâng. Thì nhìn rõ nhất là cá nó không bị nổi đầu hay không bị bọt bẩn đúng không? Vâng. Nước ao nó trong hơn. Thì cuối vụ mình thu hoạch lên thì cái lượng bùn nó sẽ ít đi. Vâng. Và nó không bị hôi. Vâng. Vâng. Bà con chú ý một cái nữa là cái vi sinh thì thời điểm thì tạt lúc nào là tốt nhất trong ngày anh? Lên tạt lúc chiều mát. Chiều mát nhá, bà con chú ý nhá. Cái men vi sinh thì bà con lên tạt lúc chiều mát, buổi sáng được không? Sáng thì cũng được, nhưng mà đánh buổi sáng thì nó hay lên màu. Đấy. Nó lại kích thích tảo phát triển. Đánh buổi sáng thì nó hay lên màu và kích thích cái tảo phát triển đúng không? Vâng. Chiều mát thì khoảng độ 3-4 giờ hay là 5-6 giờ? Khoảng 5-6 giờ khi mà nắng nó dịu đi. Vâng. Như không còn nắng nữa. Vâng. Thì cái nắng nó có tia UV thì nó ảnh hưởng đến chất lượng vi sinh. Đấy. Thì nó giảm mật độ vi sinh. Vâng. Cảm ơn anh. Sau khi tôi đã tạt hết số lượng men vi sinh trên mặt ao, sau đây tôi sẽ bật guồng và sử dụng guồng nước trong từ 2 cho đến 4 tiếng để cho lượng vi sinh được đảm bảo là đã hòa tan trong toàn bộ mặt ao. Thì đấy là những cái thông tin quan trọng ấy, thì bà con nhà mình chú ý. Và cũng rất mong là những buổi sau vâng có thêm những cái chỗ kinh nghiệm nữa thì cũng mong anh chia sẻ cho bà con học hỏi thêm. Vâng ạ. Vâng. Chúc anh sức khỏe và vâng chăn ao cá thì ngày một thắng lợi. Vâng ạ.
Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Vâng, xin hẹn bà con video sau nha. Xin chào.